Thưa các bạn, Bạc Liêu là một tỉnh duyên hải cực nam đất Việt. Người Bạc Liêu có phong độ công tử Bạc Liêu, chịu chơi, phóng khoáng. Bạc Liêu cũng muối mặn gừng cay, nhưng muối Bạc Liêu không chỉ mặn. Bạc Liêu cũng có tâm sự yêu đương, nhưng tâm sự ấy đã già cổ hoài lang. Bạc Liêu không phải vùng đất đặc hữu của cà phê, nhưng Bạc Liêu lại có lời mời tinh chất cà phê của người đẹp Ngọc Yến Huỳnh. Về Bạc Liêu cà phê với nhau không? Về Bạc Liêu cà phê đi thôi, kẻo thương nhớ kéo dài thương nhớ, kẻo một mai trốn trần gian ta lỡ, một bước đi và mãi mãi không về. Xin mời các bạn nghe bài thơ này của nhà thơ Ngọc Yến Huỳnh để gom đủ nồng ấm về với Bạc Liêu kẻo lỡ. Về Bạc Liêu cà phê với nhau không? Còn chút nhớ lạc theo cùng cơn gió, cà phê ngon nơi nào cũng có, chỉ nơi này phong cách của riêng em. Có nụ cười sóng sánh đưa duyên, giọt cà phê thơm nồng hương ấm áp. Bao mệt mỏi của đoạn đời đắng chát được rời tan từ ánh mắt dịu dàng. Ngày xô ngày đêm cứ thênh thang, lòng quên nhớ bao buồn vui vô cớ. Một lần tình cờ trái tim bỡ ngỡ, cà phê từ tay em sao động những yên bình. Về Bạc Liêu cùng cà phê tự tình, lắng nghe tiếng thời gian thong thả, lắng nghe những nhịp đời êm ả, cùng hồn nhiên nghe kỷ niệm nói cười. Về Bạc Liêu cà phê đi thôi, kẻo thương nhớ kéo dài thương nhớ, kẻo một mai trốn trần gian ta lỡ, một bước đi và mãi mãi không về. Về Bạc Liêu cà phê với nhau không? Còn chút nhớ lạc theo cùng cơn gió, cà phê ngon nơi nào cũng có, chỉ nơi này phong cách của riêng em. Có nụ cười sóng sánh đưa duyên, giọt cà phê thêm nồng hương ấm áp. Bao mệt mỏi của đoạn đời đắng chát chợt rời tan từ ánh mắt dịu dàng. Ngày xô ngày đêm cứ thanh thang, lòng quên nhớ bao buồn vui vô cớ. Một lần tình cờ trái tim bỡ ngỡ, cà phê từ tay em sao động những yên bình. Về Bạc Liêu cùng cà phê tự tình, lắng nghe tiếng thời gian thong thả, lắng nghe những nhịp đời êm ả, cùng hồn nhiên nghe kỷ niệm nói cười. Về Bạc Liêu cà phê đi thôi, kẻo thương nhớ kéo dài thương nhớ, kẻo một mai trốn trần gian ta lỡ, một bước đi và mãi mãi không về.